Hi tất cả mọi người, mình là Brad Trần. Chào mừng mọi người đã đến trở lại với kênh của Brad. Thì với mục tiêu á, mình lập ra cái kênh này để cho mang lại những kiến thức cơ bản về việc luyện tập cho các bạn đang tập, các bạn đã tập và các bạn sắp sửa đi tập. Mong muốn của mình là mang lại một chút kiến thức về tập gym cho tất cả mọi người để nâng cao về sức khỏe và cộng đồng. Thì chuyên mục mình muốn chia sẻ ngày hôm nay á là việc về tập luyện cardio. Vậy khi mình nói tới việc tập cardio á là nghĩa là đồng nghĩa việc mọi người thường nghĩ đó là chạy bộ. Nhưng thật ra cardio đó là tập hợp tất cả các bài tập liên quan tới việc là tốt cho cái hệ tim mạch của mình. Chẳng hạn như nên mọi người sẽ thấy một điều rằng đó, tất cả các bài tập cardio của mình nó sẽ đó là các bài tập lặp đi lặp lại có chu kỳ và diễn ra một trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy và lợi ích của các bài tập cardio là gì? Thì giống như các bài tập khác đó, thì lợi ích của các bài tập cardio là hỗ trợ cho việc tim mạch. Nghĩa là khi mà mình có một cái tim mạch mình khỏe hơn đó, thì nó sẽ giúp cho việc là tuần hoàn, giúp cho việc vận động. Và đặc biệt một điều nữa là mọi người sẽ thấy một điều là khi mình tập cardio đó, đồng nghĩa với việc là cái thể lực cũng như là cái sức sức mạnh tối đa của mình nó cũng sẽ tăng lên rồi. Và thì thông thường mình sẽ có hai kiểu cardio cơ bản, đó chính là tập cardio ở tập lit, có nghĩa là tập ở cường độ trung bình trong một khoảng thời gian liên tục kéo dài, và một phần tập cardio nữa đó chính là tập hit, nghĩa là tập ở cường độ cao ngắt quãng. Vậy thì tất nhiên rồi, nghĩa là hai bài tập này nó sẽ có mang lại những lợi ích khác nhau cho người tập. Thì bây giờ mình nói một chút xíu về tập lift là cái gì. Tập lift có nghĩa là mình sẽ thấy đó là chẳng hạn như bây giờ mọi người lên chạy bộ thì mình set up máy, mình chạy trong một khoảng chừng 30 phút cho tới 45 cho tới 1 tiếng đồng hồ liên tục ở một cái vận tốc nhất định. Thì đó là tập lift. Thì với cái bài tập lift như thế này á, nó sẽ giúp cho việc là cải thiện hệ thống tim mạch tuần hoàn của mình. Nhưng mọi người nên nhớ một điều á, việc tập cardio nó không phải là đốt mỡ. Giống như ví dụ bây giờ mình tập cardio nhưng mà năng lượng của mình ăn vô nó nhiều hơn năng lượng đốt đi thì mình cũng không thể giảm được tí lượng mỡ nào, và tất nhiên một điều rằng là mình phải tăng lượng mỡ lên trở lại. Nên vì vậy tập luyện cardio để mọi người mình giảm mỡ hoặc là giúp cho cơ thể mình săn chắc hơn đó. Đặc biệt mình phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng của mình nữa. Thì vậy chế độ dinh dưỡng của mình nó thì như thế nào thì Brad đã chia sẻ một số bài trước. Và rồi mình quay trở lại với việc luyện tập hit, tập lift. Tập lift có và mọi người nên ghi nhớ một điều rằng là khi mình tập lift đó thì năng lượng của mình nó sẽ được đốt đi như sau, nghĩa là với trong khoảng chừng từ phút thứ 1 cho tới phút thứ 30 đó là năng lượng nó được lấy ra lượng đường từ cơ và gan của mình trước, và sau từ phút 31 trở đi thì lúc đó năng lượng dự trữ là mỡ thì mới bắt đầu được 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 đốt đi. Như vậy thì để chắc chắn rồi, nghĩa là ngoài việc chế độ dinh dưỡng của mình đó thì mình tập tiếp theo tập cardio mình phải tập từ 30 phút trở lên thì lúc đó lượng mỡ của mình mới bắt đầu được đốt. Vậy đó là lợi ích của các bài tập của tập lift. Và một điều nữa của cái bài tập lift là nghĩa là nó phát triển các nhóm cơ bền. Nghĩa là cơ bền thì trong một bài tiếp theo thì Brad sẽ nói về cơ bền và cơ phát triển sức mạnh tối đa. Nhưng mà bài tập thứ hai Brad muốn nói đó chính là bài tập HIIT hay là tập cường độ cao ngắt quãng. Là đây là một bài tập mà mình sẽ cố gắng làm sao đưa nhịp tim của mình lên ở mức từ 80 cho tới 90% nhịp tim tối đa. Và mình sau 30 giây hoặc là 45 giây thì mình sẽ đưa nhịp tim của mình xuống ở mức mức thấp, và mình nghỉ từ 30 tới 45 giây tới đến 1 phút, và sau đó mình đưa nhịp tim của mình lên trở lại từ 80% trở lên. Vậy thì làm sao để mình biết được nhịp tim của mình nó nằm ở mức nào là 80%? Thì rất là đơn giản để mình đo được cái nhịp tim này, nghĩa là mọi người sẽ lấy 220 trừ cho tuổi và nhân cho 80% thì nó ra là nhịp tim ở mức tối đa 80%. Thì chẳng hạn như bây giờ một bạn trẻ 20 tuổi thì nhịp tim tối đa sẽ là bao nhiêu?
Thì mình lấy công thức là 220 trừ cho tuổi là 20 tuổi thì nó sẽ là 200 nhân cho 80%, đó là 160 lần trên trên một phút, nhịp tim tối đa 160 lần trên một phút. Vậy thì bây giờ khi mình vô mình máy chạy bộ, mình làm sao để mình đưa nhịp tim của mình lên 160 lần? Thì lúc đó rồi sau đó sau khoảng 30 giây sẽ bắt đầu giảm xuống lại, rồi mình tiếp tục 30 giây tiếp theo, xong giảm xuống lại, tiếp tục liên tục như vậy trong khoảng chừng 10 set, 20 set hay thậm chí là 30 set, để giúp cho việc gì? Nghĩa là với cái bài tập của hai cường độ cao ngắt quãng như thế này thì nó sẽ giúp cho việc là đốt năng lượng nhiều hơn, bởi vì tại sao? Nhịp tim của mình nó tăng lên ở mức cao, mọi người cũng biết rồi, khi nhịp tim của mình tăng cao thì nó sẽ giúp cho gì? Đốt năng lượng nhiều. Và một điều thứ hai nữa là sau cái quá trình tập, cái sự khác biệt dễ thấy nhất của việc tập HIIT và tập LEAT đó là sau cái buổi tập, khi các bạn tập HIIT xong á, sau cái buổi tập mình vẫn còn đốt năng lượng sau buổi tập nữa. Vì vậy nên việc năng lượng nó đốt nhiều hơn rồi đó. Đó là chuyện rất là bình thường. Rồi với lại một vấn đề nữa là khi mình tập HIIT nó sẽ giúp cho việc phát triển cơ, phát triển các sợi cơ sức mạnh, nghĩa là cái cơ sức mạnh thì mình thể thấy nó là size to, giống như mọi người thấy một điều ở các vận viên chạy cự ly dài là marathon thì mọi người sẽ thấy gì, cơ người ta là nhỏ, nhưng các vận động viên chạy ở cự ly ngắn như là 100 m, 200 m hay 400 m thì các bạn sẽ thấy một nhận ra một điều là gì, người ta rất là bự, cái cơ người ta rất là bự chứ không phải là người ta ốm giống như các vận viên marathon. Thì đó là sự khác biệt của và lợi ích, sự khác biệt của tập các bài kiểu tập cardio. Thì nhưng Red muốn nhắc lại một lần nữa đó, việc nghĩa là khi mình tập cardio mình vẫn phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Nếu chế độ dinh dưỡng của mình nó không tốt thì cho dù ví dụ mình tập cardio có 3 4 tiếng một ngày đi chăng nữa thì nó cũng không có thể giải mở được. Quan trọng đó chính là năng lượng vô ít hơn năng lượng ra thì tất nhiên mình sẽ giảm cân hoặc là giảm mỡ. Thì trong video tiếp theo Brad sẽ nói sâu hơn về vấn đề việc làm sao để mình tập HIIT cho nó có hiệu quả nhất, hiệu quả tối ưu nhất. Thì cảm ơn mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video của Brad có là hữu ích thì hãy like và share để tất cả mọi người mình có thể biết được cái những kiến thức về tập gym cũng như cho cái phát huy cái sức khỏe của mình như là cải thiện body. Chào tất cả mọi người.